Quán âm theo tiếng Trung Hoa có nghĩa là lắng nghe chấn động lực của âm thanh. Pháp môn quán âm bao gồm hai phần: thiền định về ánh sáng và âm thanh nội tại. Âm thanh nội tại còn được gọi là ngôi lời, như trong kinh của Thiên Chúa Giáo ghi chép. Trong các đạo giáo khác, âm thanh này còn được gọi là logos, sharp, đạo, nguồn âm thanh, nước nguồn sống hay tiếng nhạc trời. Chúng ta càng câu thông với âm thanh này hay tu tập pháp quán âm, chúng ta càng sáng suốt và tiến gần đến đời sống của thánh nhân hơn. Chúng ta sẽ bớt bị ràng buộc vào những đam mê của thế giới vật chất. Chúng ta sẽ có nhiều tình thương, trí huệ và tất cả mọi thứ mà chúng ta hằng mong ước, kể cả một đời sống thoải mái hơn. Muốn tu học pháp môn quán âm, mỗi ngày cần thiền 2 tiếng rưỡi đồng hồ và giữ gìn 5 giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Truyền tâm ứng là một tiến trình khai mở trí huệ để chúng ta câu thông với lực lượng Thượng Đế và gia trì cho thế giới. Thọ tâm ứng nghĩa là chúng ta bắt đầu tiến vào một đời sống mới. Bằng ân điển của vị minh sư và bằng lực lượng của Thượng Đế ngự trị bên trong, mọi tội lỗi đời đời kiếp kiếp của chúng ta đều được gội rửa. Chúng ta sẽ nghe được chấn động lực bên trong hay tiếng nói của Thượng Đế mà không cần tai. Chúng ta sẽ thấy được ánh sáng mà không cần mắt. Sau khi thọ tâm ứng, ánh sáng từ bên trong sẽ soi sáng cho chúng ta thấy thiên quốc của Thượng Đế, dẫn dắt chúng ta trở về cội nguồn thực sự. Và chúng ta sẽ tìm được bản lai diện mục của chính mình, với niềm hạnh phúc mà chúng ta chưa bao giờ biết đến trước đây ở thế giới này. Đời sống của chúng ta sẽ tràn ngập chân thiện mỹ. Giáo lý thiên đàng qua ngôn ngữ nội tại sẽ làm sống lại tất cả những trí huệ đang tiềm ẩn bên trong chúng ta. Chúng ta sẽ là một người viên mãn nhất. Chúng ta sẽ sống trong ánh sáng, trong sự thoải mái và an lành mà không điều gì trong thế giới này so sánh được.